À nha, hôm nay thì kênh Thái TV xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thông tin rất là vui đến từ Huỳnh Như. Như quý vị, tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã ghi được hai bàn thắng và có được một cái đường kiến tạo rất là đẹp mắt, nói thẳng là ba bàn. Thì cái bàn đầu tiên thì cái bàn penalty thì mình không có nói rồi ha, là tức là sút penalty thì chắc có lẽ là dễ dàng rồi, nhưng mà cái bàn thứ hai là một cái bàn thể hiện được cái đẳng cấp của Huỳnh Như khi mà đồng đội đã tạt bóng bên cánh phải vào và Huỳnh Như đã không chạm một nhịp nào hết mà để bóng đệm vô lê bóng cận thành rất là đẳng cấp. Cái bàn thắng thứ ba của Lăng FC á, cũng là một cái bàn thắng cũng là đẳng cấp của Huỳnh Như. Tuy Huỳnh Như không có đích thân ghi bàn nhưng mà Huỳnh Như chính là cái cầu thủ đột phá vượt qua hàng loạt những cái cầu thủ hậu vệ của bên Famalicão và sau đó truyền một cái đường truyền như đặt để cho tiền đạo bên phía Lăng FC gỡ hòa ba đều, và ba bàn thắng đều là dấu ấn của Huỳnh Như rất là tuyệt vời, những quý vị một cái phong độ cực kỳ bay cao. Và bây giờ thì là Thái TV cũng xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin mà chắc có lẽ là tất cả quý vị và các bạn rất là quan tâm, và thật sự hiện tại bây giờ chấn thương Huỳnh Như như thế nào. Thì bây giờ Thái TV xin chia sẻ cái tình hình chấn thương của Huỳnh Như, và rất là vui khi tiền đạo Huỳnh Như đã có những cái tiết lộ ban đầu về tình hình chấn thương của mình sau cái cuộc thi đấu tối ngày hôm qua. Trong trận đấu giữa Lăng FC và Famalicão thì Huỳnh Như đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng và một đường kiến tạo, trực tiếp đem về một điểm cho đội chủ nhà trên sân của Lăng FC trong tối đêm qua, hòa ba đều. Tuy nhiên, người hâm mộ chưa hết phấn khích khi sự thăng hoa của tiền đạo sinh năm 1990 tất cả phải lo lắng khi chứng kiến Huỳnh Như gặp một cái chấn thương ở phút thứ 81 và phải rời sân bằng cái. Nhận được sự quan tâm và lo lắng từ người hâm mộ, Huỳnh Như cũng đã có cái lên tiếng trấn an tinh thần. Theo đó thì Huỳnh Như đã bị lật cổ chân, đây là cái chấn thương nhẹ và không mất nhiều thời gian để hồi phục. Cụ thể tiền đạo của Lăng FC đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình như sau: Như bị lật cổ chân nhưng không nhưng chỉ sưng xíu thôi, cảm ơn mọi người yêu thương, Như sẽ sớm bình phục và tiếp tục cố gắng. Sau cái dòng chia sẻ của Huỳnh Như, người hâm mộ và ban huấn luyện của Lăng FC mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi trong cái thời điểm hiện tại thì chân sút người Việt Nam đang có được cái phong bộ độ rất là bay cao và trở thành cầu thủ ưa thích trong cái lối chơi của ban huấn luyện Lăng FC. Một điểm đáng chú ý khác trong cái trận đấu giữa Lăng FC và Famalicão đó, dù không thi đấu trọn vẹn 90 phút, tuy nhiên Huỳnh Như vẫn ẩm trọn cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu theo ghi nhận của ban tổ chức BPI Liga. Đây chính là cái thành quả rất là ngọt ngào cho những cái nỗ lực không biết mệt mỏi của Huỳnh Như ở tại Bồ Đào Nha vừa qua nha quý vị. Ở cái vòng đấu tới thì Lăng FC sẽ có chuyến làm khách trên sân của EVC tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để cho Huỳnh Như tiếp tục ghi thêm được những cái bàn thắng của mình ở tại trời Âu. Thật sự thì Huỳnh Như sinh năm 1990 và năm nay là đã là năm 32 tuổi rồi nha quý vị. 32 tuổi rồi. Thì thật sự là cái thời điểm này mà chói sáng, cái thời điểm này mà ghi bàn thì thiệt là tuyệt vời luôn quý vị. Thiệt là tuyệt vời, chứ còn mà cỡ khoảng 2 năm nữa thôi thì Huỳnh Như sợ là đá không có nổi nữa đó. Nữ nữa, sức nữ mà, chức nam mà đá mà chừng khoảng cỡ tuổi 30 trở lên thôi là đã thấy xuống rồi. Như Ronaldo bây giờ là 36 37 tuổi đó, là một cái cầu thủ đặc biệt giống như Gian Ibrahimovic chẳng hạn như vậy, rồi Lionel Messi chẳng hạn vậy. Nhưng mà rất là nhiều cầu thủ giải nghệ ở tuổi 33, 34 gì đó, hoặc giả là họ sẽ chuyển một cái câu lạc bộ nó mang một cái tính chất nó nhẹ nhàng hơn đó. Còn Huỳnh Như thì cũng đã ba mấy tuổi rồi, một cái cầu thủ Việt Nam nhỏ bé, sức khỏe không có bằng những cầu thủ của châu Âu được, nhưng mà thật sự bây giờ thì Huỳnh Như đã bay rất là cao, và đây là một cái thông tin cực kỳ vui. Và hy vọng rằng những cái đàn em của Huỳnh Như tại đội tuyển quốc gia Việt Nam sau này sẽ học hỏi Huỳnh Như để mà đây là một cái tấm gương sáng cho cái bóng đá nữ Việt Nam, và cũng như là bóng đá nam Việt Nam chúng ta cũng nên là như vậy luôn. Ngày hôm qua thì Huỳnh Như đã bay cao nhưng mà Quang Hải thì không được sử dụng phút nào ở cái trận Pau thắng hết. Thật sự là rất là buồn, ngày hôm qua tôi coi hết cả cái trận, tuy rằng Pau họ thắng 2-1 nhưng mà chờ đợi Quang Hải một ít phút ra sân thôi cũng không có.
thật sự là Quang Hải bị một cái tâm lý quá nặng đó quý vị. Còn Huỳnh Như á, người ta không nghĩ là Huỳnh Như qua bên bên Bồ Đào Nha là Huỳnh Như thành công đâu quý vị. Vì là ai cũng nghĩ là một cái bản hợp đồng thương mại thôi. Nhưng mà không phải, không phải. Đầu tiên thì huấn luyện viên của Lan FC đã rất là ít sử dụng Huỳnh Như. À, chỉ khoảng 20-30 phút cuối thôi. Nhưng mà càng ngày càng đá càng hay thì huấn luyện viên Lam C đã phát hiện ra cái tài năng của Huỳnh Như thật sự, và ông đã mua về đúng người rồi. À, trận đấu này là một cái trận đấu gặp Famalicão là một cái đội bóng được đánh giá mạnh hơn so với lại là đội Lăng FC đấy, nhưng mà ông lại sử dụng Huỳnh Như đá ngay từ đầu là biết tầm quan trọng của Huỳnh Như đến mức cỡ nào đó. Cho nên là thật sự là đây là một cái thời điểm thích hợp nhất để Huỳnh Như tỏa sáng và bay cao. Và tôi nghĩ rằng từ cái hiệu ứng Huỳnh Như này, nó sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta nâng tầm như quý vị. Đấy, giống như cái từ cái hiệu ứng mở Park Hang Seo U23 tại Thường Châu Trung Quốc. Từ cái lúc đó trở về sau là bóng đá Việt Nam của chúng ta luôn luôn thành công, nâng một cái tầm mới. Tuy rằng cái chất lượng cầu thủ Việt Nam của chúng ta không bằng Thái Lan, thậm chí không bằng Malaysia luôn. Đấy, không bằng Indo luôn. Tại vì những cái quốc gia đó họ có những cái cầu thủ xuất ngoại rất là nhiều. Thái Lan thì xuất ngoại châu Âu, châu Á gì đầy đủ hết. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì Đoàn Văn Hậu, Công Phượng rồi rất là nhiều cầu thủ khác. Thậm chí Đặng Văn Lâm luôn. Thi đấu ở Thái thì còn được bắt chính qua Nhật một cái rồi đó, ngồi dự bị. Đấy, mà Đặng Văn Lâm là được đánh giá là một cái thủ môn đẳng cấp của châu Á đấy, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì anh là một cái cầu thủ người châu Âu mà, và bắt rất là đẳng cấp. Nhưng mà cuối cùng thì là cũng qua bên đó dự bị. Bây giờ thì tới lượt Quang Hải. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chỉ một mình Huỳnh Như sẽ làm nên cái chuyện này và sẽ giúp bóng đá Việt Nam của chúng ta đi lên. Nhiều quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý trong cái ngày hôm nay. Đó chính là báo Bồ Đào Nha đưa Huỳnh Như lên tận mây xanh sau màn tỏa sáng rất là rực rỡ. Tờ Football Photoger của Bồ Đào Nha đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho Huỳnh Như sau khi cô tỏa sáng trong cái trận đấu tối hôm qua. Trong lần đầu tiên có mặt tại đội hình xuất phát của Lăng FC, Huỳnh Như đã khiến tất cả phải trầm trồ khi ghi liền hai bàn thắng và một đường kiến tạo chỉ trong hiệp 2, trực tiếp đem về một điểm cho đội chủ nhà với trận hòa 3 đều trước một cái đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của chân sút người Việt Nam, tờ Football Photoger của Bồ Đào Nha cũng phải thốt lên rằng tiền đạo Huỳnh Như của Việt Nam đã khẳng định được sức ảnh hưởng của mình ngay trong trận đấu đầu tiên, đó chính cho Lăng FC. Tác giả bài báo viết tiếp, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam Huỳnh Như đã chơi vô cùng xuất sắc trong lần đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát Lăng FC tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong trận đấu với Famalicão. Chính cô là người gỡ hòa cho Lăng FC khi đội bóng của cô đang phải bám đuổi đối thủ. Với hai bàn thắng và một kiến tạo, Huỳnh Như chính là cô gái thi đấu xuất sắc nhất trận và được ban tổ chức giải đấu ghi nhận điều này. Football Photoger còn nhấn mạnh đẳng cấp trong cái bàn thắng của Huỳnh Như như sau. Trong các cái dấu ấn của Huỳnh Như, ngoài bàn thắng từ chấm phạt đền và pha lập công đầy thông minh thứ hai, cô có một cái pha kiến tạo vô cùng nổi bật sau khi loại bỏ được hậu vệ của đối phương. Huỳnh Như đã đưa trái bóng tìm đến người đồng đội, đó chính là Malu Smith, cầu thủ đang ở trong một cái thế thuận lợi. Với màn tỏa sáng ấn tượng này thì chắc chắn Huỳnh Như đã ghi được điểm trong mắt ban huấn luyện của Lăng FC. Không những vậy, nữ tiền đạo của Lăng FC còn chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ ghi được bàn thắng, nhiều bàn thắng nhất tại châu Âu với số lần là 2 bàn và số lần ra sân ít hơn chỉ sau 6 trận đấu. Trước đó thì Quang Hải cũng phải cần tới 8 trận đấu ra sân mới có thể mở tài khoản của mình, tức là bàn thắng đầu tiên cho mình tại lục địa già trong màu áo của câu lạc bộ Pau FC ở giải hạng 2. Đó. Đó chính là cái chia sẻ mà Thái TV muốn chia sẻ đến Huỳnh Như, và thật sự là nhiều cái thông tin mà muốn đưa tiếp Huỳnh Như nữa, và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới thì tiếp tục
là Quang Hải, tiếp tục là Quang Hải. Tôi nghĩ là một ngày nào đó thì huấn luyện viên Diego Tolo của PAOC cũng tin tưởng Quang Hải mà thôi. Và quý vị và các bạn hãy cùng kiên trì với Thái Hải TV nha, và cũng kiên trì với lại là Quang Hải nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích. Thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939732309 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nhé. Và bây giờ Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái sản phẩm, đó chính là cái loa Bluetooth KM7 nghe nhạc cực kỳ hay, giá rất là rẻ, chỉ có 299.000 có sở hữu một cái loa này rồi. Quý vị và các bạn có thể thấy nè, nó có một cái kệ để điện thoại hay là để iPad à, và nghe cái bát nó rất là ấm đó. Cho quý vị và các bạn xem hàng, test hàng thoải mái, bảo hành 12 tháng cho tất cả quý vị luôn nha. Đó, thì quý vị và các bạn muốn đặt hàng thì hãy gọi qua số điện thoại 0939732309 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá. Đối với lại là nếu mà khách hàng nào á mà đăng ký kênh Thái TV sẽ được giảm 20% giá trị của cái loa này nha. Phí ship là 35k toàn quốc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.